thuật trò hậu môn đơn giản và phức tạp, dịch vụ cắt u lành tính hậu môn, dịch vụ điều trị nứt kẽ hậu môn, sinh khiết đại tràng, hậu môn, trực tràng, cắt polype đại trực tràng. Chương trình diễn ra từ ngày 17 tháng 5 đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2021. Để được tư vấn và đặt lịch, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0948 95 66 22 hoặc inbox về fanpage Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh. Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, địa chỉ 101 Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 14 tháng 6, mời quý vị theo dõi một số nội dung đáng chú ý sau. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới với mục tiêu đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên công đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa. Biện pháp quyết liệt của chính quyền thành phố đông dân nhất cả nước nhằm tiếp tục khống chế, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở toàn bộ 21 quận huyện. Tấn công đánh sập trang báo điện tử của một cơ quan báo chí lớn, đe dọa lăng mạ nhà báo, những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm. Kính thưa quý vị, mới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu những nội dung quan trọng của nghị quyết. Phân tích những thuận lợi cũng như những hạn chế của hoạt động công đoàn thời gian qua, nghị quyết Bộ Chính trị cũng nêu rõ, thời gian tới, số lượng công nhân lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế thị trường, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực.